Hey, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube Cờ Lập Bài. Và anh em có nhận lên một combo cho ẹt 135 hai đĩa mã gom gắn như zin nha mọi người. Đây là một bộ cam và cặp niền đều là mã gom cam TDG mã gom Thái nha. Đây là lên là bao sáng luôn. Và đây là một cặp đâm của SIS hàng Mã Lai là bao sáng luôn. Đây để mình là khui nghi xe cho mọi người coi. Đây, màu đẹp luôn nha. Sau một đĩa và trước một đĩa luôn là gom combo này, mình chiến dịch mọi người đi sàn qua thôi nha, không cần chế gì hết, sàn đồ zin ra hết, gắn đĩa zin và đạn và ống canh đều là zin hết. Đây là một combo cho ẹt 135 là gắn như zin. Đây là hàng mã gom đẹp cực kỳ nhau rồi. Ở chỗ khác là đây là màu CNC thì anh em mình thường hay gọi mã gom cái tên thân thuộc cho nó là hàng mã gom thôi. Đây sáng bóng nha, 135 gắn như zin, không chế cháo độ gì hết, về sàn zin qua hết, bao nhẹ. Rồi anh kêu mọi người anh luôn combo vỏ dù luôn nha mọi người. Đây là cho em 135 là vỏ dù Maxis nha, combo gắn dây zin rồi vỏ dù là 250 275. Rồi ai cần cái gì cứ hú mình.